Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới, và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, thời gian gần đây, vùng Đông Bắc Trung Quốc có mưa lớn gây lũ lụt ở nhiều vùng đất canh tác và đô thị. Trước tình hình thiên tai phức tạp và nghiêm trọng, tất cả các khu vực của Hắc Long Giang đã ngay lập tức chuyển những người bị ảnh hưởng, đẩy mạnh thoát nước, đẩy nhanh sửa chữa khẩn cấp cơ sở hạ tầng và nỗ lực hết sức để chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Lý Diên Quân, một người dân ở làng Song Phong, thị trấn Chí Quang, thành phố Vũ Xương cho biết, tôi đang làm việc trên bờ kè thì nghe thấy tiếng loa trong làng hét lên. Tôi chạy ra ngoài với một mảnh quần áo trên lưng. Đây là lần đầu tiên thấy một lượng nước lớn như vậy. Cán bộ thôn đã sử dụng WeChat, điện thoại và loa để thông báo cho từng hộ gia đình di dời đến khu tái định cư của trường trung học Chan Chen ở thành phố Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang. Nếu không có phản hồi, cán bộ thôn trực tiếp gõ cửa. Hơn 160 hectare gạo trong gia đình đều bị ngập nước. Lý Diên Quân cho biết hiện tại chính phủ đã cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày và trường trung học Cha Chen cũng cung cấp bộ đồ giường mới tinh cho những người dân tái định cư. Bộ phận kiểm soát đến theo dõi hàng ngày, anh cảm thấy yên tâm hơn. Huyện Diên Thọ ở tỉnh Hắc Long Giang cũng bị lũ lụt tấn công. Tại khu tái định cư của Trung tâm Phúc lợi Toàn diện quận Diên Thọ có tổng cộng 117 giường và hơn 40 người bị ảnh hưởng đang xếp hàng trong nhà ăn để lấy thức ăn. 3 bữa một ngày là khá tốt. Lý Diên Hoa, người có cả gia đình ở khu tái định cư nói rằng các nhân viên cộng đồng đã gõ cửa vào lúc 2 giờ đêm để cho phép sơ tán khẩn cấp. Nhu yếu phẩm cơ bản hàng ngày ở đây có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Lý Gia Anh, người phụ trách khu tái định cư cho biết họ cũng cung cấp các thực phẩm như trứng, cải muối và nước khoáng cho những người bị ảnh hưởng, cũng như các nhu yếu phẩm hàng ngày như nước vệ sinh, nhang muỗi và khăn giấy. Theo người có liên quan phụ trách Sở Nội vụ tỉnh Hắc Long Giang, Sở Nội vụ tỉnh Hắc Long Giang đã đưa ra hệ thống báo cáo hàng ngày về tình hình thiên tai và thực hiện cứu trợ tạm thời toàn tỉnh. Hơn 36 triệu nhân dân tệ đã được phân bổ đến các quỹ cứu trợ tạm thời của thị trấn, đồng thời chú trọng đến các nhóm đối tượng đặc biệt như gia đình có thu nhập thấp, hỗ trợ giải rác người trong hoàn cảnh nghèo cùng cực, người già neo đơn, người bệnh nặng, người tàn tật để đối phó với thiên tai lũ lụt này. Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã ban hành kế hoạch tự ứng phó và phục hồi sau thảm họa, sau lũ lụt cho sản xuất nông nghiệp và hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa và kiểm soát các bệnh và côn trùng chính sau lũ lụt. Tại một số ngôi làng ở thị trấn Nhất Miên Pha, thành phố Thượng Hải, tỉnh Hắc Long Giang, phóng viên thấy rằng do ảnh hưởng của lũ lụt, nhiều diện tích ngô và lúa bị đổ ngã và các khu vực dọc theo sông An như làng Vạn Sơn, làng Cửu Giang và Thịnh Giang, một ngôi làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trung tâm Xúc tiến Công nghệ Nông nghiệp thành phố Thượng Hải đã cử các đội dịch vụ công nghệ nông nghiệp đến các thị trấn khác nhau để hướng dẫn kỹ thuật về cứu trợ thiên tai kể từ tuần trước. Vào lúc 21 giờ ngày thứ Bảy tuần trước, tại làng Sa Hồ, thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang, một số cột của đường dây tải điện nông nghiệp 10kV đã bị lũ đánh sập, nhân viên sửa chữa đã lội nước đến hiện trường. Lũ lụt đã làm nền đất và cát của các cột điện rất mềm. Nếu không được gia cố, các cột điện sẽ bị đổ ngay cả khi chúng đứng thẳng. Trên đoạn trường song của đường Tam Đồ trên quốc lộ, nhiều mặt đường bị lũ cuốn trôi, một số khu vực cũng bị sạt lở. Lạc Hải Sinh, một nhân viên của trạm Tiết Tương thuộc Văn phòng Quản lý Bảo trì đường cao tốc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cục Lâm nghiệp Hắc Long Giang, Đại Hải Lâm cho biết, sau khi nhận được lệnh sửa chữa khẩn cấp, anh và nhân viên cứu hộ đã sử dụng xe tải lớn để lấp đầy lòng đường trong đêm bằng đá. Sóng nước rất cao, mép đường có thể sập xuống bất cứ lúc nào, một chiếc xe chở đá cũng có thể bị xô xuống và biến mất. Hiện tại, trọng tâm công việc đã chuyển sang giai đoạn phục hồi và tái thiết sau thiên tai tại các khu vực bị lũ lụt ở Đông Bắc Trung Quốc. Trung tâm Tài nguyên nước và Thủy văn tỉnh Hắc Long Giang cho biết, vào lúc 8 giờ ngày 3 tháng 9, ba con sông là sông Ngô Bách Nhật, sông Tùng Hoa và sông Mộc Linh đã vượt mức cảnh báo và các hồ chứa báo cáo lũ lụt ở toàn tỉnh đều ở dưới mực nước giới hạn lũ. Tại Cục Lâm nghiệp Đại Hải Lâm, nơi bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi thiên tai, những cư dân được tái định cư và chuyển đi đã lần lượt trở về nhà. Khu vực địa phương cũng đã bắt đầu công việc khử trùng và nạo vét. Bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn trước đó, Cục Lâm nghiệp Đại Hải Lâm ở thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang đã phải hứng chịu lũ lụt và nhiều con sông trong khu vực lâm nghiệp bị vỡ. Tại nông trường Tề Phong, nơi bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi thiên tai, các sĩ quan và binh lính của Sư đoàn Quân sự Mậu Đơn Giang đã vào nhà của những người dân bị ảnh hưởng để giúp họ dọn dẹp bùn đất.
Triệu Liên Bác, Bí thư chi bộ nông trường Tề Phong thuộc Cục Lâm nghiệp Đại Hải Lâm cho biết, bây giờ bước đầu tiên là phải đẩy mạnh việc nạo vét đối với những người không thể ở tạm trong nhà của họ. Lâm trường sẽ giúp điều phối và sắp xếp chỗ ở. Khối lượng công việc nạo vét đặc biệt nặng nề, nhất là không gian nhà dân nhỏ hẹp, khó dọn dẹp, công việc nạo vét sẽ mất khoảng 1 tuần mới cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, địa phương cũng đã tiến hành công tác chống dịch bệnh, điều động máy bay không người lái, tập trung vào phòng chống lăn trên không quy mô lớn và loại bỏ các khu vực ven sông và các khu vực không có người ở thiên tai, đồng thời tăng cường tuyên truyền về sức khỏe và kiến thức phòng tránh dịch bệnh của người dân. Hơn 10.200 quân nhân dự bị chống lũ và chuyển người vật tư ra khỏi vùng có thể bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Gần đây, lưu vực sông Hắc Long Giang có mưa liên tục. Thượng nguồn nước Nga đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, gây ra trận lũ lớn nhất ở Hắc Long Giang kể từ năm 1984. Hợp lưu của sông Hắc Long Giang với sông Tùng Hoa và đoạn sông Đồng Giang đã vượt quá mực nước cao nhất trong lịch sử. Tại khu vực Ekun thuộc thị trấn Tam Thôn của đập Đồng Phủ, các sĩ quan và binh sĩ của Trung đoàn Pháo phòng không thuộc Sư đoàn Bộ binh Dự bị của quân khu tỉnh Hắc Long Giang đã củng cố và xây dựng một con đê phụ thứ 3 ở ngoại vi của một vùng đất nông nghiệp. Vào sáng ngày 4 tháng 9, tại đoạn sông Liên Hoa của đê Đồng Phủ, nơi có tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất, Mã Tuyết Nghĩa, chính ủy quân khu tỉnh Hắc Long Giang, người đang kiểm tra công tác kiểm soát lũ lụt quân đội cho biết, quân khu Hắc Long Giang đang tập trung lực lượng lớn vào những đoạn nguy hiểm và yếu, liên tục đóng cọc gỗ, đắp bao cát, gia cố bờ kè, tăng cường kiểm tra bờ kè, kịp thời loại bỏ những mối nguy hiểm như đường ống và đê tràn, triển khai thuyền xung kích và xuồng cao su trong khu vực nguy hiểm, bảo đảm ứng cứu nhanh nhất khi gặp nguy hiểm. Trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Hắc Long Giang cho rằng, với sự chấp thuận của chính quyền tỉnh, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh đã quyết định bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2 của tỉnh Hắc Long Giang và thực hiện các hành động tương ứng từ 0 giờ ngày 4 tháng 9. Kể từ sau mùa lũ, trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra mưa lớn với tổng số 981 trận mưa, trong đó có 407 trận mưa với lượng mưa vượt quá 400mm, 74 trận có lượng mưa vượt quá 500mm và 7 trận có lượng mưa vượt 600mm. Trong đó, từ một tuần qua có 365 đợt mưa dông xối xả, đồng thời các khu vực mưa tương đối tập trung và Cáp Nhĩ Tân, TT Cáp Nhĩ, Đại Khánh, Nghi Xuân, Giai Mộc Tư, Nghi Xuân và những nơi khác liên tiếp có mưa lớn. Chịu ảnh hưởng của mưa, mực nước các sông chính tiếp tục ở mức cao, 32 tuyến sông trong tỉnh đã xảy ra lũ, 8 trạm thủy văn lần đầu tiên xuất hiện lũ kể từ khi thành lập. Do lượng mưa liên tục nên hồ có lượng nước đổ về lớn, tích nước tăng, trong số 110 hồ chứa lớn vừa có nhiệm vụ điều tiết lũ trên địa bàn tỉnh, có 40 hồ đang vận hành vượt mức nước giới hạn lũ, hiện đang xả lũ theo phương án điều độ. Trong một số con sông lớn, dòng chính của sông Nộn Giang, hồ Kumotun đã trải qua trận lũ 30 năm mới có một lần. Hiện tại, toàn bộ đoạn sông bên dưới hồ Komotun ở huyện Nội Giang đã vượt có mực nước cảnh báo. Hồ chứa đã tăng lưu lượng xả lúc 11 giờ ngày 3 tháng 9 là 5.500 m3 mỗi giây. Dự kiến đoạn sông dưới hồ sẽ vượt có mực nước cảnh báo từ 0,6 đến 1,55 m. Trạm kế hầu của nhánh sông Khả Lộc có đỉnh lũ vào ngày 4 tháng 9, mực nước là 100,3 m, cao hơn mức cảnh báo 2,3 m và tốc độ dòng chảy là 1.000 m3 mỗi giây. Đây là trận lũ thứ 3 kể từ khi trạm được thành lập vào năm 1952. Trên dòng chính Hắc Long Giang, hiện tại đỉnh lũ thứ 3 đang tiến đến Huma, đoạn sông bên dưới Huma đang có xu hướng tăng, vượt mức nước cảnh báo từ 0,35 đến 1,92 m. Theo phân tích của Cục Thủy văn về lượng nước đến của thượng nguồn Hắc Long Giang và phụ lưu của nó, sông Yeji dự kiến đoạn từ Hắc Hà đến Thông Giang sẽ trải qua lũ lụt 10 năm có một lần. Và đoạn từ Tống Giang đến Phúc Nguyên sẽ hứng chịu lũ lụt tương đương với cường độ năm 1984, trận lũ lụt lớn nhất ở Hắc Long Giang kể từ năm 1984. Hiện tại, dòng chính của sông Tùng Hoa đang có xu hướng tăng chậm, dự kiến đoạn Cáp Nhĩ Tân sẽ vượt mực nước cảnh báo sau 2 ngày. Bị ảnh hưởng bởi lượng nước đổ về từ các nhánh của sông Như An và sông Mậu Đơn Giang, dự kiến hồ Giai Mộc Tư và hồ Phú Sĩ sẽ đạt đỉnh lũ từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 6 tháng 9 và mực nước sẽ gần với mức cảnh báo. Bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, TT Cáp Nhĩ, Đại Khánh, Tuy Hóa, Hắc Hà và những nơi khác ở tỉnh Hắc Long Giang gần đây đã phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau, với 2.363.300 người bị ảnh hưởng và 53.889 người phải di rời khẩn cấp, 27.890 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, 304 con đường bị gián đoạn, 1.885 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 355 tuyến đê bao dài 129,83 km bị hư hỏng, 275 kè bị hư hỏng, 394 cống bị hỏng, 141 hồ đập bị hư hỏng.
Thiên tai do lũ lụt đã gây ra tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 7,964 tỷ nhân dân tệ, bao gồm 6,36 tỷ nhân dân tệ cho nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, 360 triệu nhân dân tệ cho giao thông công nghiệp và 607 triệu nhân dân tệ cho các cơ sở bảo tồn nước. Để đảm bảo tốt công tác phòng chống thiên tai lũ lụt có hiệu quả, có trật tự hơn, phải đảm bảo an toàn phòng chống lũ các con sông lớn, hồ chứa lớn và vừa, các đô thị lớn và vừa, các trục giao thông huyết mạch, an toàn cuộc sống của người dân. Để đảm bảo an toàn của tỉnh trong lũ lụt và giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt, với sự đồng ý của chính quyền tỉnh, trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán của tỉnh đã quyết định khởi động tỉnh Hắc Long Giang từ 0 giờ ngày 4 tháng 9 ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2 và thực hiện hành động tương ứng. Hôm 4 tháng 9, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh đã ban hành một thông báo khẩn cấp yêu cầu trụ sở phòng chống lũ lụt của các thành phố ngay lập tức tiến hành ứng phó cấp 2 và có thể tuyên bố rằng khu vực đã bước vào giai đoạn kiểm soát lũ khẩn cấp theo tình hình thực tế. Các đồng chí chuyên trách tổ chức chỉ huy phòng chống lụt bão chủ trì hội ý bố trí cụ thể cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, điều động các công trình thủy lợi phòng chống lụt bão theo thẩm quyền, tổ chức kiểm tra kè, bảo vệ kè theo phương án và khống chế kịp thời mối nguy hiểm. Người đứng đầu tổ chức chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp, thủ tướng các đơn vị thành viên trong vùng bị thiên tai phải đến địa bàn phụ trách để tổ chức chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn theo nhiệm vụ của mình. Trụ sở phòng chống lũ lụt của từng thành phố có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác chống lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn cho cấp ủy địa phương, lãnh đạo chính quyền và trụ sở chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán cấp tỉnh. Các đơn vị thành viên của trụ sở kiểm soát lũ lụt của thành phố sẽ hợp tác đầy đủ trong công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!